Nhận định nguy cơ bệnh cúm AH5N1 có khả năng bùng phát thành dịch khi tới thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp lây lan. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã chủ động sớm tập trung triển khai các giải pháp phòng chống. Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tập trung công tác giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử đi đến ở vùng dịch, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Các cơ sở khám bệnh tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do virus đến khám điều trị. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo, bùng phát ổ dịch. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, nhân lực, thu dung, điều trị. Thành phố Cần Thơ chúng ta thì với cái hệ thống y tế từ cơ sở cho đến là tuyến thành phố và với cái nguồn lực thì chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng là cái việc mà chúng ta xử lý các ổ dịch là sẽ được thuận lợi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải là không được cái lơ là, mất cảnh giác mà chúng ta phải phát hiện sớm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là cái xử lý các cái ổ dịch gia cầm mà đặc biệt là các cái địa điểm mua bán mà ở trên địa bàn các loại gia cầm mà không rõ nguồn gốc để nhằm hạn chế mức thấp nhất cái tình hình mà bùng phát của dịch H5N1. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống bệnh gia cầm như vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân.